sau vài phút giải lao, bây giờ mời hai em xuống với chị và sự quyết định của Thái Hoàng. Mời Thái Hoàng. Với phần rất quan trọng trong buổi tối ngày hôm nay cùng với tần số tình yêu, đó chính là bắt sống được cái cảm xúc tình yêu. Cảnh báo cho Hoàng một điều là Lập vẫn còn ngoài bãi giữ xe. Nữa hả? Người ta có võ 9 năm đợi rồi đó. Ngoại. Nguyên thì đang cầm sẵn điện thoại để live stream. Chị muốn Trâm và Tuyết Mai mỗi người nói một lời trước khi Hoàng gọi điện ha. Mời Trâm trước đi. Em không biết nói gì hơn hết. Hồi nãy anh nhớ em hỏi anh là anh có thích nuôi mèo không? Em sẽ là con mèo đó để anh có thể nuôi. Trời ơi. Mèo mèo. Cưng quá. Tuyết Mai, em muốn nói là dù có kết quả như thế nào thì em vẫn sẽ tôn trọng. Hoan, cầm điện thoại lên nè. Mời hai bạn gái xoay màn hình ra. Nhiệm vụ của nội ngoại hai bên, chúng ta hãy đếm từ từ bị cái sự lựa chọn ở lâu. Đếm ngược nào. Bắt đầu từ nha. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và tín hiệu xuất hiện ở vị trí của người đẹp mang tên là Ngọc Trâm. Alo đi. Alo anh nghe. Chào anh, rất vui được tới với thế giới của anh. Cúp máy đi, tốn tiền điện thoại nè. Rồi, giờ còn chờ gì nữa. Có thể là Hoàng á chưa có rung động với mình, nhưng yên tâm, lên sóng truyền hình còn biết bao người, với lại còn trẻ mà ha. Trước khi mà hai bạn nói chuyện nhau, bắt tay một cái nè. Rồi, cảm ơn Tuyết Mai đã tới tham dự chương trình của chị. Mời em. Tạm biệt Tuyết Mai, một cô gái rất là xinh xắn và dễ thương. Quay lại nhìn Ngọc Trâm, Ngọc Trâm cũng vậy, quay lại nè. Nắm nhẹ tay Ngọc Trâm xin cái. Xin nắm tay. Xin phép đi. Cho anh nắm tay. Cho nắm tay nha. Ôi, trời anh run quá trời luôn chị. Rồi, nói gì với Trâm nè. Còn nếu không thì Trâm nói đi, tại Trâm là người khéo hơn. Cảm ơn anh vì anh đã chọn em. Coi như đây là một cái duyên đi, để mình biết tới nhau, nếu như mà mình có nợ thì mình sẽ bên cạnh nhau. Hay quá. Hoàng nói được vậy không? Hãy hành động đi, hành động đi. Xin anh ta, xin cho anh ta. Mình ôm thôi được không ạ? Em ngại lắm. Trời ơi Hoàng ơi. Trước giờ toàn ôm kèn chứ chưa bao giờ ôm người đẹp đúng không? Bởi vậy, có ít lắm. Lâu lắm. Thường là cứ ở trong phòng đập kèn thôi. Ôm kèn thôi. Giữ cái kỷ niệm ngày hôm nay. Chúc tụi em là thành công trên con đường nghệ thuật mà tụi em đã chọn, mặc dù rất nhiều chông gai nha. Hai đứa hãy cố lên, mỗi đứa một ngành nghề sẽ hỗ trợ cho nhau, giống như là ông xã chị và chị vậy đó, một đứa Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Chị nghĩ là hôm nay ông xã cũng rất là vui, là tại vì em đã làm mai được cái học trò của anh là Thái Hoàng, và kia là cái cô diễn viên cũng giống như em. Và đây, mời hai bạn cầm trái tim tự tin nha. Chúc mừng các bạn, và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 21:35 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau.